Ủa, hôm nay mình có một đôi giày. Đôi này thì mình thấy là nó sẽ khá phù hợp với mấy bạn mà kiểu đi tập á. Mấy bạn nào mà đang cần một đôi giày để đi tập, hoặc là nói chung là sẽ phù hợp với bạn cho tất cả mọi thứ luôn. Đây, nhìn cái bóc mình thấy quen đúng không? Đây là một trong những đôi giày mà mình nghĩ nó sẽ là thích hợp cho tất cả mọi người. Cho dù bạn là muốn chạy hoặc là đi tập hàng ngày, hoặc là đi làm hàng ngày, hoặc là đi chơi đều rất ok. Tại vì đây là đôi giày thuộc dòng kiểu dòng giày chạy ngày xưa đây. Đây nè, thì mình khách của mình thì mới order thôi, thì mình mới về được, bây giờ mình cũng unbox các bạn xem. Đây, ngày xưa lúc mà mới ra thì nó kêu là Vomero Plus 5 nó, chứ không phải là bây giờ là Vomero 5. Tại vì ngày xưa nó có một cái công nghệ là 9 plus. Cái công nghệ đó nó giống như là nó có một số thiết bị nó gắn ở dưới phần đế, khi mà các bạn chạy hoặc các bạn làm gì đó đó thì nó sẽ gửi một cái tín hiệu lên những cái chiếc iPod của các bạn, nói chung là những cái dữ liệu. Nhưng mà ngày bây giờ thì không có còn làm nữa, bây giờ thì nó chỉ là Vomero bình thường thôi. Nhưng mà đây nó có những cái performance rất là tốt. Thường thì nếu như các bạn tìm một đôi giày mà giá mà nó kiểu nó tầm chung chung á, tầm ở dưới 3,5 triệu á, thì sẽ có rất là nhiều những cái đôi giày, nhưng mà các bạn sẽ rất là khó. Thường thì nó sẽ chia là giày chạy bộ hoặc là giày như thế nào nào đó, thì cái đôi này nó sẽ tích hợp được hết. Vomero thì bây giờ nó có tới Vomero 16 luôn rồi, nhưng mà cái bản này thì thật sự rất là nhiều người thích, vì nó sẽ có là cái phần đệm nè, nó dùng zoom công nghệ Nike zoom thì nó sẽ khá là mềm. Nó có cái phần đế rất là cứng ở đây, nó không phải là cứng lắm nhưng mà vừa vừa thôi. Cái phần đế này thì sẽ giúp các bạn bám được địa hình tốt hơn, cho dù là bề mặt nó có trơn trượt hay như thế nào đó, nó cũng sẽ rất là tốt. Nó có một cái phần nhựa ở đây nè, đó, phần nhựa TPU ở đây nè, để mình gửi gõ các bạn xem. Đó, cái phần nhựa thế này thì nó giúp các bạn khóa lại được cái bàn chân của bạn, nó tách được cái phần này. Khi mà nó tách ra như vậy, nó vẫn khóa ở đây thì chúng ta sẽ chạy và chúng ta đi bộ một cách rất là an tâm. Thêm một cái phần nữa là đây là đôi giày được thiết kế ban đầu là giày chạy, nên là nó sẽ thiết kế theo kiểu là cái phần trên này bự nè, phần dưới này bự nè, nhỏ đây. Đó là đặc tính của những đôi giày chạy luôn. Cái trọng lượng của nó thì nó đâu đó khoảng tầm, mình đoán là chắc khoảng 300g cho một chiếc. Và tất cả trên này đều được làm lại hết, bao gồm là nó sẽ có đệm, xốp và vải, nói chung là mọi thứ. Cái mang cá ở đây nè ha, rồi có cái suit nè, đây có dạng lưới. Đôi này thì rất là thoáng khí, tại trong là đệm xốp, rồi trên là mặt lưới. Cái mẫu này thì nó sẽ có cái phần mũi hơi kiểu nhóng lên tí. Thì thường giày chạy các bạn nha, những ví dụ đây là mặt sàn, thì khi mà chạy những cái bước di chuyển của bạn như thế này đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn chạy nó rất là ok hơn ha. Thêm cái nữa là cái đôi này bây giờ Nike đang là phát hành trong năm nay rất là nhiều, nó có rất là nhiều phối màu. Tại vì ngày xưa giờ thì kiểu người ta thích một đôi giày mà kiểu có thể chạy được, làm được mọi thứ và đi tập được, đặc biệt là những người hay đi tập gym hoặc đi tập yoga hoặc là tập các kiểu luôn, thì họ muốn một đôi giày nó cũng hơi đẹp một tí nhưng mà nó đáp ứng được đầy đủ. Thì đôi này nó vừa phải, thiết kế của nó thì hơi cổ điển, tại vì nó là ra mắt năm 2011. Đến bây giờ thì nó đã hơn 12 năm rồi, nhưng mà cái thiết kế này rất là ăn khách, rất là nhiều người thích nó. Thì nó có rất là nhiều màu nên là các bạn có thể xem. Cái phần bộ đế thì nó sử dụng cái công nghệ là Custlon, thì đây là một trong những công nghệ khá là nổi tiếng của Nike. Bây giờ có Custlon 3.0 luôn rồi, với một mức giá mà dưới 3.500.000 mà các bạn có thể có được một đôi giày nó có đầy đủ hương hướng, giống như là chạy được nè, đi tập được nè, đi chơi được, đi cà phê được, và tất cả mọi cái việc bạn cần nó đều có ở đây. Thậm chí các bạn đi học một ngày dài, đi làm việc một ngày dài nó đều có. Như cái bạn khách này của mình thì lấy đôi màu đen hết, tại bạn nói là đi làm với lại đi nhiều thứ, với lại chạy xe máy nữa, nên là bạn ấy chọn màu đen. Ngoài bây giờ thì nó có rất là nhiều màu, có rất nhiều phối màu đẹp luôn, mà giá thì cũng không có khá cao. Nên là nếu như các bạn cần một đôi giày êm nhẹ cho, đặc biệt là cho người lớn nữa, thì đôi này rất là ok ha. Thiết kế cổ điển nên là khi mà người lớn họ mang vô họ cũng không có cảm thấy quá khó. Rồi, xin chào.